kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua, khối không khí lạnh đã tràn xuống khu vực Bắc Bộ, gây mưa nhỏ và mưa rào rải rác vào thời điểm khí lạnh về. Sau đó, nền nhiệt bắt đầu giảm xuống và đến rạng sáng nay, mức nhiệt thấp nhất rơi vào khoảng từ 14 cho đến 16 độ, tức là giảm khoảng 2 đến 3 độ so với đêm trước đó. Sang đến trưa chiều nay, những cơn mưa vẫn còn xảy ra ở một số nơi tại Bắc Bộ. Trời còn nhiều mây, không có nắng và nền nhiệt độ không có cơ hội tăng cao như những ngày trước. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay phổ biến không vượt quá ngưỡng 18 độ tại các tỉnh thành ở phía Đông Bắc Bộ. Còn các tỉnh ở phía Tây ít chịu ảnh hưởng của khí lạnh hơn, nên nền nhiệt giảm nhẹ phổ biến chỉ trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Hôm nay không phải là ngày rét nhất trong đợt rét này, nền nhiệt sẽ còn tiếp tục giảm thêm trong 3 ngày tới, đơn cử như ở thủ đô Hà Nội. Mức nhiệt thấp nhất phổ biến sẽ trong khoảng từ 14 cho đến 16 độ, cao nhất ngày ở dưới ngưỡng 18 độ, trời rét kéo dài trong ngày. Các khu vực vùng núi, nền nhiệt còn thấp dưới 13 độ. Trong điều kiện trời rét sâu này, quý vị và các bạn nhớ trang bị ấm khi lưu thông ngoài trời. Bà con ở vùng núi và trung du nên cẩn trọng che chắn cho vật nuôi và cây trồng, giảm thiểu những thiệt hại do giá rét gây ra. Muộn hơn một chút so với Bắc Bộ, từ gần sáng nay mùng 9 tháng 2, khối không khí lạnh mới ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi bắt đầu xuất hiện những cơn mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, nên nhiệt độ trên khu vực cũng có xu hướng giảm. Mức nhiệt thấp nhất sáng nay tại khu vực này dao động trong khoảng từ 15 cho đến 19 độ. Trưa nay trời tiếp tục mưa nhiều hơn với nền nhiệt giảm từ 2 đến 5 độ so với những ngày trước. Cụ thể, từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh trời chuyển rét với mức nhiệt trưa chiều chỉ trong khoảng từ 17 cho đến 19 độ. Trong khi đó, từ Quảng Trị cho đến Thừa Thiên Huế trời lạnh kéo dài trong ngày và từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi sẽ có nền nhiệt cao nhất ngày giảm so với ngày hôm qua khoảng 3 độ, dao động trong khoảng từ 24 cho đến 26 độ. Riêng từ Bình Định cho đến Bình Thuận, thời tiết sẽ chỉ có nhiều mây ở vài nơi và dẫu vậy nền nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhẹ dần trong 1 đến 2 ngày tới, tiết trời trở nên mát mẻ hơn. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết sẽ ít biến đổi trong sáng và trưa nay khi trời có mây thay đổi và mưa hầu như ít có khả năng xảy ra. Nền nhiệt sẽ tăng dần từ mức mát mẻ vào buổi sáng lên tới hơi oi nóng vào trưa chiều. Tuy vậy, mức nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến không vượt quá ngưỡng 30 độ và tại Nam Bộ nền nhiệt sẽ dưới ngưỡng 33 độ. Sau đó, từ khoảng chiều tối và đêm nay, dưới ảnh hưởng khuếch tán của không khí lạnh, khu vực Tây Nguyên và miền đông của Nam Bộ sẽ nhiều mây hơn một chút, nhưng mưa xảy ra không nhiều và kết thúc nhanh. Tuy vậy, nền nhiệt cả ngày lẫn đêm đều có xu hướng giảm nhẹ. Đêm và sáng trời rét nhẹ tại vùng cao nguyên, với mức nhiệt độ chỉ trong khoảng từ 16 cho đến 19 độ và hơi se lạnh tại ở miền đông Nam Bộ, với mức nhiệt thấp nhất từ 21 cho đến 23 độ. Trên biển, thời tiết đã chuyển xấu do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc giật cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Từ gần sáng mùng 9 tháng 2, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Còn vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận cho đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Như vậy là hôm nay miền Bắc duy trì trạng thái rét với nền nhiệt giảm đi 3 đến 5 độ so với những ngày trước. Trung Bộ có mưa tại các tỉnh ở phía Bắc, trong khi các tỉnh Nam Trung Bộ trở vào Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến là ít mưa ngày nắng. Bản tin thức sáng nay cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!